kênh Hai Đứa Tiền Giang. Hoa xin chúc quý vị có một ngày mới thật là vui vẻ và thật nhiều sức khỏe. Hiện tại thì Hoa đang có mặt ở xã An Hữu, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, để ba của Hoa cưa 5 cây bàng nhớt. Thì hồi nãy giờ ba của Hoa cũng đã cưa được 3 cây rồi, còn 2 cây nữa thì em Cường cũng ở gần đây, biết ba của Hoa cưa ở đây thì cũng lại để cưa phụ với ba của Hoa luôn. Hồi nãy giờ ba của Hoa cưa 3 cây rồi, cũng rất là mệt. Còn cây của em Cường đang cưa thì có 2 thân. Một thân thì nó đang nghiêng vào trong cái miếu thờ. Cái thờ ở phía dưới. Và một cái phần thân thì nó nằm nghiêng vào mái nhà. Xin mời quý vị cùng theo dõi xem ba của Hoa và em Cường sẽ cưa hạ cây bàng nhớt này như thế nào nha. Thì ở xung quanh đây thì là một cái ngôi nhà nhưng mà mới xây được mấy vách tường và cái sườn nhà thôi. Thấy mấy cái dây này là dây bình bát dây á. Đây, Hoa biết được bình bát dây rồi bởi vì thấy cái phần trái của nó nè. Cây này là do nó né cây bên đây nè, bởi vậy nó mới nghiêng qua bên vách nhà của nhà người khác nữa. Sườn nhà nên em Cường để cho phần đọt của cây bàng nhớt nằm ở chính giữa của hai sườn nhà. Cưa phía bên dưới thì hồi nãy giờ quý vị nghe là của chú Đường đang cưa củi ra cho chủ nhà ở đây, chủ nhà sử dụng. Thường cưa củi cho ở nhà sử dụng thì cưa khoảng 3 tấc, còn cưa củi cho lò, những lò hủ tiếu hoặc lò nấu rượu đó thì sẽ khoảng 6 tấc.
cây bàn nhớt. Yeah.
cửa hết rồi. Được rồi. Cái phần thân đó nó sẽ chuột tới phía trước làm hư cái bức tường ở phía bên này nữa. Bởi vậy em chia ra nhiều khúc để cưa. Mong quý vị thông cảm bỏ qua cho Hoa nha.
bến xe ôm khu vực An Hữu á. Nãy giờ em còn không dám cưa nguyên nhánh lớn. Nhóm ba của Hoa cũng đã cưa xong 5 cây bàng nhớt rồi.
còn những phần nhánh này thì chăm xăng rồi tiếp tục cưa củi sau. Vậy thôi, Hòa cũng xin phép tạm dừng video tại đây. Hẹn quý vị vào những video tiếp theo. Nếu thấy video này hay thì cho Hòa xin một nút like và chia sẻ. Và đừng quên để lại bình luận bên dưới để góp ý cho kênh của Hòa nha. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.